Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay em xin gửi đến bà con cô bác cũng như là quý anh chị hình ảnh của ba con bò cái Angus siêu cọp. Trước mắt cô chú anh chị và các bạn là ba con. Ba con này thì thuộc chỉ dòng bò siêu cọp các anh chị nha. Ý con bè bên đây khoảng tầm 13 tháng bò. 13 tháng nha. Với khung xương với lại vàng cấp mình này thì sau này con bò này nó trưởng thành thì nó sẽ rất là cao to ha. Bây giờ thì nó đang thả cái đòn khá là dài, chân móng xương sóc lớn rúng nè. Như con này thì nó hơi gần gần bò ha anh chị. Và kế bên thì cũng có một con Angus siêu cọp. Con này thì nói về cái màu lông da nè anh chị xem đó, lên cơ màu cọp ha. Chân móng đi đứng cũng hoàn thiện luôn, rúng thì đầy đủ bài bản luôn nha. Con này tầm khoảng từ 10 tháng bò. Mấy con bò này sau này mình nuôi về lâu về dài thì nó cũng sẽ khá là bự con ha anh chị. Con này khoảng tầm 1m20, 27-28 rồi đó. Và kế bên thì mình có một con bò Angus siêu cọp, cũng Angus siêu cọp mà con này tầm từ 8-9 tháng bò không chị ha. Cũng điện thoại khách kia. Alo, em nghe anh ơi. Ủa anh gọi em có gì không anh? Ủa bò này bán con nhiêu vậy anh? Em có báo giá trên video đó anh. Có nhà không nhưng sẽ có mua. Lên chị. Thì nói chung là em đi quay phim như thế này, anh chị nào xem cảm thấy thích, anh chị muốn mua thì anh chị liên hệ em ha. Đây, chân móng nè. Về chân móng đi đứng thì nói chung là đảm bảo nghiêm chỉnh. Bò thì nói chung là không có trật lỗi, không áp xe gì nha anh chị nha. Mấy bò cái này là mấy bò cái tơ. Giá nó cũng khá mềm ha. Như con này cũng khá là bự con. Anh chị mua về nuôi về lâu về dài nó trưởng thành nó sẽ nở cái về cái chiều ngang ra ha. Giờ nó là thả cái đòn khá là dài, bự con, xương lớn. Đó. Con Angus này thì đang có giá là 19 triệu anh chị nha. Bò lớn lắm. Con này chiều cao tại phía sau khu của con bò này khoảng tầm 1m3 33 34 rồi đó. Tơ. Bò tơ nha, mới 12 13 tháng bò thôi. Con này 1m31 tại phía sau khu nha anh chị nha. Đó, xương sóc lớn. Kế bên thì con này khoảng tầm 1m20, 1m26 có hơn nha anh chị. Bò cọp. Con này mới có 10 11 tháng bò thôi. Con này chốt giá anh chị 17 triệu nè. Khách điện mua bò. Còn con này thì khoảng 1m17 anh chị. Con này mới 9 tháng 10 tháng bò thôi. Đó, anh chị đợi em chút nghe điện thoại khách nha. Liên tục. Em nghe chị ơi. Đúng rồi, em chị cho em đang ở dưới cái định vị em gửi cho chị đó. Rồi 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 rồi. Dạ. Như con này đang chốt giá 14 triệu nè anh chị. Cái tơ nha, siêu cọp. Cái dòng này thì nói chung là về cái vấn đề là sữa thì nói chung là nó rất là mát sữa luôn nha anh chị nha. Rất là mát sữa. Chân móng đi đứng đảm bảo nghiêm chỉnh. Thì bò này em bán ở các tỉnh luôn nha anh chị. Từ Nam ra Bắc. Ví dụ anh chị ở ngoài Bắc thì em ghép xe đi ra ngoài cho anh chị nha. Đó, còn cái chi phí như thế nào thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em 0383 777 696 anh chị nha. Đây. Em vẫn ghép ra ngoài Bắc được nha anh chị nha. Ở miền Trung em vẫn ghép ra cho anh chị được luôn. Nói chung là giờ tạo điều kiện đầy đủ cho anh chị luôn ha. Anh chị nào thích muốn mua thì anh chị liên hệ em. Đó, bà con cô bác anh chị em gần xa hay có nhu cầu mua
thì có thể liên hệ cho em 0383 777 696 để có thể hỗ trợ cho anh chị hết hết sức có thể ha, để mà mình mua được những con bò giống khá tốt như mấy con bò này sau này anh chị nuôi ha, là nó rơi vào khung sắt nhất á. Bự con lắm, xương sóc lớn, móng đẹp. Rồi thì anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ em. Và bây giờ em xin kết thúc video đây, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.